Chào mừng cả nhà, mình đã đến ngày thứ hai trong hành trình chúng ta đi tóc thanh lọc cơ thể vào mùa xuân với công thức nước ép trị liệu và chế độ ăn xanh vào buổi sáng. Thì hôm ngày đầu tiên chắc chắn là những anh chị em đã theo những lộ trình dinh dưỡng của Emma từ lâu thì mọi người thấy quen và bình thường, cảm thấy rất là khỏe đúng không ạ? Nhưng ngày hôm qua là em chỉ uống nước ép thôi và không cảm thấy cả bữa sáng là không cảm thấy đói. Thì hôm nay chúng ta đến ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái hành trình thứ hai, chúng ta sẽ có những cái thử thách theo từng ngày một, cho nên chúng ta sẽ thấy là cái sự kỳ diệu của cơ thể của mình. Và Emma cũng sẽ lắng nghe để xem đưa cho anh chị em mình các thử thách nó phù hợp nhất. Ngày thứ hai cũng như ngày đầu tiên chúng ta sẽ uống một cốc nước ép cần tây nguyên chất, bởi vì như Emma nói là cần tây là tạo phẩm của thiên nhiên vào mùa xuân, giúp chúng ta thanh lọc và đào thải độc tố cho gan và đường tiêu hóa của chúng ta, thanh lọc thận của chúng ta, nên chúng ta sẽ ưu tiên công thức này nhé. Thì chốc nữa mình sẽ ép công thức nước ép cần tây, sau đó là chúng ta sẽ ăn sáng. Thì chúng ta sẽ ăn sáng là một công thức nước ép mang tính chất trị liệu rất là tuyệt vời. Thứ nhất là hỗ trợ chúng ta tốt cho đường tiêu hóa, tốt cho thanh lọc gan, tốt cho những người có vấn đề liên quan đến bệnh lý ung thư, tim mạch, tiểu đường. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được công thức này, đặc biệt công thức này rất tốt cho xương khớp, những bạn nào liên quan đến loãng xương hay là muốn cho xương của mình chắc khỏe, bổ sung hàm lượng nhiều canxi. Bởi vì mình sẽ gồm có nguyên liệu sau: mình sẽ gồm có một nắm rau cải xoăn, các bạn có thể dùng rau bắp cải nhà mình nếu không có các bạn nhé, thì mình dùng khoảng 100g đi nhá. Và mình sẽ dùng cái súp lơ các bạn cũng sẽ dùng khoảng, bởi vì trong này em ép nhiều nhưng em để một cái thôi, vậy thì em sẽ làm một cái khẩu phần một lượng một người đi nhá, cho mọi người dễ hình dung. Trong này em sẽ ép nhiều hơn. Rồi nếu là cho một người thì em sẽ lấy một cái khẩu phần như thế này cho dễ này. Mình sẽ dùng khoảng hai cái nhánh cây cải xoăn này, thì mình sẽ khoảng 40-50g nhá. Rồi mình sẽ cho cái súp lơ, mình sẽ cho nhiều hơn nhé, cho nhiều lơ mình cho khoảng 50g nữa, vậy rau là khoảng 100g. Táo thì mình cho khoảng 100g nhé, mình táo cho vị ngọt. Và cà rốt thì mình cho khoảng 200g, được chưa? Một cái điều đặc biệt ở trong cái thân của cây súp lơ, cả nhà không nên bỏ đi, bởi vì trong cái thân của cây súp lơ có cái hàm lượng canxi cực kỳ nhiều và phong phú, nên chúng ta sẽ tận dụng sử dụng cái thân của cây súp lơ này này đấy. Để chúng ta ép thì chúng ta cho khoảng 100g. Một nhánh gừng nữa. Công thức này tốt cho xương chắc khỏe, tốt cho đường tiêu hóa, tốt cho gan, tốt thanh lọc cơ thể. Rồi chúng ta sẽ từng làm từng công thức một. Rồi mình đã ép xong cần tây. Thì cần tây như em chia sẻ, tùy theo khẩu phần của mỗi người chúng ta uống, chúng ta có thể uống đến 500ml hoặc hơn. Nhưng mà bình thường thì chúng ta có thể uống từ khoảng 250 đến 300. Và cái bình này của em 250. Đấy, chúng ta cứ chia theo khẩu phần của mình, lắng nghe cơ thể của mỗi người để áp dụng cho nó phù hợp. Rồi đến sang công thức nước ép thứ hai, rất tốt cho xương khớp của chúng ta, đường tiêu hóa, cho gan. Thì em sẽ nói lại phần nguyên liệu để cho anh chị em mình có thể dễ dàng áp dụng. Cả nhà mình nhớ cái thân của cây cần tây này, thân của cái cây súp lơ của chúng ta ăn ấy là có hàm lượng canxi nhiều, chúng ta tận dụng để chúng ta ép, để chúng ta lấy tận dụng cái canxi, và canxi hữu cơ nó sẽ tốt hơn, cơ thể chúng ta sẽ hấp thụ hơn so với những cái loại thuốc hay là những cái thực phẩm canxi. Chúng ta hãy tận dụng những cái gì từ thiên nhiên có sẵn. Cái thứ hai nữa là chúng ta thân của cái cây súp lơ nhé, một thân cây súp lơ, cà rốt chúng ta có thể dùng 200-300g tùy theo khẩu phần liều lượng của mỗi người chúng ta sử dụng. Chúng ta một nhánh gừng này chúng ta cho vào, rất tốt cho đường tiêu hóa, tốt cho hệ miễn dịch. Súp lơ chúng ta có thể dùng đến 50-60g, em để cho khoảng 2 miếng ở đây cho dễ hình dung. Sau đó là chúng ta sẽ dùng một quả táo to, nếu quả táo to thì chúng ta dùng khoảng một quả, của táo nhỏ chúng ta dùng khoảng hai quả táo thì khoảng 100g táo vào đây, tạo vị ngọt cho dễ uống đấy. Và chúng ta sẽ dùng một nắm rau cải xoăn hoặc là rau bắp cải, rau xà lách nhà mình có cũng được, nhưng mà rau cải xoăn các hàm lượng canxi cũng rất là tốt chúng ta, thì chúng ta có thể dùng khoảng 60-70g đều được nhé. Bởi vì thông thường khi mà em làm như này, em không làm cho bản thân mình đâu, em làm cho cả gia đình, cho nên em cho anh chị em mình thấy được cái liều lượng và những cái nguyên liệu. Bây giờ chúng ta ép thôi. Rồi sẽ cho vào cà rốt và ép. Thôi để xúc lơ, cho vào miếng gừng, cho rau xanh rồi nhé.
Rồi cứ như thế ép đến khi hết. Emma làm tăng lên liều lượng để cho cả gia đình nhà Emma uống cùng. Bởi vì các bạn nhớ nhé, khi mình làm là mình được cho cả gia đình mình cùng uống để cả nhà cùng khỏe mạnh. Đấy là cái tiêu chí cũng là cái mong muốn của Emma, để muốn lan tỏa cái thông điệp này cho cả gia đình chứ không phải cho mỗi bản thân. Bởi vì nếu chúng ta có khỏe mạnh mà người thân của chúng ta ốm thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, đúng không? Cho nên là chúng ta phải muốn là người thân khỏe mạnh, và người thân của chúng ta khỏe mạnh rồi thì chúng ta hãy cố gắng lan tỏa để giúp đỡ bạn bè của chúng ta, hàng xóm của chúng ta, đồng nghiệp của chúng ta. Trên đấy là cái lợi ích nhá. Rồi, mình cho vào những cái bình nhỏ nhỏ. Rồi, vậy là chúng ta sẽ theo thứ tự Emma sẽ hướng dẫn tiếp này. Sáng chúng ta ngủ dậy, chúng ta uống một cốc nước chanh ấm từ 350 cho đến 500ml tùy theo sức khỏe của chúng ta. Chúng ta vắt chanh xanh, chanh vàng đều được nhé. Nó giúp chúng ta thanh lọc đào thải độc tố, đại tiện tiểu tiện rất là tốt nên chịu khó duy trì. Sau đó khoảng 30 phút chúng ta ăn sáng thì chúng ta uống một cốc nước ép cần tây nguyên chất theo sự hướng dẫn mà Emma chia sẻ anh chị em mình. Thực ra khi uống nước ép cần tây này rồi chúng ta cũng có hiện tượng đại tiện rất là tốt nên chịu khó lại đi đại tiện tiếp. Bởi vì tính chất thanh lọc và thải độc của chúng ta, người của chúng ta càng sạch cái đường ruột bao nhiêu thì chúng ta càng khỏe mạnh bấy nhiêu và hạn chế mắc bệnh. Thì khi uống cần tây xong rồi có cái hiện tượng là không muốn ăn đâu, thực sự là cảm thấy rất là no rồi. Sau đó là chúng ta sẽ ăn sáng. Thì hôm nay chúng ta uống một công thức nước ép giàu hàm lượng canxi, tốt cho đường tiêu hóa, tốt cho gan, tốt cho tim mạch, nói chung là rất là giàu giá trị dinh dưỡng. Chúng ta sẽ không lo bị thiếu chất đâu, bởi vì chúng ta thấy chúng ta ăn rất nhiều loại rau củ, các loại củ quả trong ngày mà giàu enzyme, đúng không ạ? Cung cấp chúng ta rất nhiều năng lượng. Cho nên chúng ta uống thêm một bình nước ép rau củ theo cơ thể của mình, có thể uống thêm khoảng đến 500ml tùy theo cơ thể của mỗi người, cho vào những cái bình nhỏ nhỏ xinh xinh như em làm này. Đấy á. Và trong ngày chúng ta bữa ăn chính là bữa trưa và bữa tối. Nếu như em đã chia sẻ ngày hôm trước, bạn nào mà đang có vấn đề bệnh lý muốn bình phục, các bạn chịu khó ăn chay healthy. Bởi vì các bạn nhớ là chúng ta đã có bao nhiêu năm ăn thịt cá rồi, uống bao nhiêu thuốc không khỏe, thì bây giờ chúng ta hãy dành một thời gian ngắn để chúng ta ăn chay, để chúng ta phục hồi sức khỏe đi. Sau khi ăn rồi chúng ta sẽ biết là cái gì nó tốt cho sức khỏe của mình, thì hãy cố gắng nhé. Thì những bạn nào bị bệnh thì cố gắng ăn chay healthy, trong quyển sách ăn chay healthy này em hướng dẫn. Và những bạn nào mà không bị bệnh và ngăn ngừa không muốn bị bệnh, các bạn cũng nên ăn chay một thời gian. Trong thời gian mùa xuân này các bạn thanh lọc cơ thể rất tốt cho mình, hoặc là ăn theo phương pháp ăn eat clean mà Emma chia sẻ. Đấy ạ. Trong ngày các bạn ăn phụ, các bạn ăn hoa quả, uống nước ép rau củ và lắng nghe cơ thể của mình. Và theo cái phương pháp này các bạn vẫn tập luyện bình thường nhé, chứ không phải là mình ăn như này mình yếu mình tập được đâu. Mình tập lại rất là khỏe, rất nhiều cái năng lượng đấy ạ. Mình tập độ dai nó, độ dẻo dai nó lâu hơn. Đấy là kinh nghiệm thực tế của Emma. Rồi Emma chúc anh chị em mình sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà mình ngày hôm sau. Chúng ta sẽ cho cái hành trình là 10 ngày thanh lọc cơ thể, nhịn ăn vào buổi sáng. Nhịn ăn ở đây là chúng ta nhịn ăn gì nhỉ? Nhịn ăn đạm động vật, nhịn ăn chất béo, nhịn ăn các loại tinh bột, nhịn ăn những đồ ăn chế biến sẵn, chỉ ăn mỗi rau củ quả, hoa quả và nước ép để cơ thể chúng ta thanh lọc, thải độc và được trẻ hóa. Đấy ạ, đặc biệt là trong mùa xuân. Rồi ạ, anh chị em mình những người quan tâm đến sức khỏe và muốn cải thiện chữa lành, cả nhà mình nhớ có những cái quyển sách mà Emma xuất bản, đặc biệt hai quyển sách ăn xanh chữa lành, ăn chay healthy và quyển sách nước ép trị liệu, có một quyển nữa là sinh tố xanh cơ nữa. Và sắp tới Emma đã có một xuất bản trong khoảng năm nay là sẽ có xuất bản một quyển sách đặc biệt dành cho người bị bệnh. Đó là quyển sách bếp xanh chữa lành dành cho người bị bệnh, là hướng dẫn chế độ ăn cho người bị bệnh để mau khỏe theo phương pháp thuần thực vật, kèm theo các công thức nước ép trị liệu và các phương pháp chữa lành tự nhiên như kết nối tâm linh hay là phương pháp thay đổi nhận thức rất là kỳ diệu. Thôi được rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em mình. Chúc cả nhà mình sức khỏe. Bye bye.